Trong những ngày đầu năm mới, ngư dân các xã ven biển tại các huyện như Hoàng Hóa, Quảng Xương, Hậu Lộc, thành phố Sầm Sơn đã vươn khơi đánh bắt thủy hải sản từ rất sớm. Những chuyến đi biển đầu năm luôn chứa đựng nhiều hy vọng, mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang. Tại cảng Hới, thành phố Sầm Sơn, một số tàu lớn khai thác xa bờ đã bắt đầu đi biển khai thác ngay sau kỳ nghỉ Tết. Nếu như mọi năm, chuyến đi biển dài ngày đầu tiên trong năm mới của anh Nguyễn Văn Long, ngư dân phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, sẽ bắt đầu sau ngày rằm tháng Giêng, thì năm nay anh và các bạn tàu đã quyết định mở hàng từ ngày mùng 6 tháng Giêng. Chuyến đi biển đầu năm mới được chuẩn bị chu đáo và mang theo nhiều hy vọng. Năm nay ra đi cũng đi mở hàng sớm đầu xuân năm mới, cũng hy vọng là một niềm ra khơi để đánh bắt tôm cá đại khoang. Ban quản lý cảng chúng tôi thì cùng với các lực lượng chức năng là có thời gian để chuẩn bị tuyên truyền cho bà con ngư dân trong cái việc là chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để mà đáp ứng được cái việc thực hiện cái luật thủy sản là tốt hơn. Thì song song cái việc đấy thì ban quản lý cảng tôi cũng như là bà con ngư dân cũng mong muốn rằng là để thực hiện tốt cái luật thủy sản, hai nữa là mong muốn một năm là mưa thuận gió hòa để có thời gian để thuận lợi để bà con vươn khơi bám biển để đạt một cái gọi một năm bội thu. Thanh Hóa hiện có gần 6.000 tàu cá, trong đó có 4.300 tàu hoạt động vùng ven bờ, còn lại là tàu khai thác xa bờ. Nhờ được tuyên truyền nên ngư dân đều có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác trên biển, để sớm cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU. Từ nay đến ngày rằm tháng Giêng, các tàu khai thác xa bờ ở các địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa sẽ lần lượt vươn khơi bám biển. Những chuyến vươn khơi đầu năm mới luôn mang theo nhiều ước nguyện cho cả năm bình an, may mắn và bội thu.